Toàn Hợp Đồng hướng dẫn mọi người kết nối bộ máy đầu đỗi MotoCanTab với xe AB125 nhé. Ở đây mình đã lấy ra bộ chuyển đổi MotoCanTab và mình lấy ra một cái cáp. Cáp này gọi là cáp chính, có tên là cáp MTB08 DLC01, thì mình vẫn hay gọi là cáp DLC01. Ở đây là kết nối với xe Honda, đây kết nối với xe Yamaha Exciter ra lớp này. Thế còn cái đầu này kết nối với xe Novo và Sirius Grande. Đấy, Grande lô ra. Đầu này kết nối với SH2020 cũng như đời chân kim. Ở đây có một cái đầu chuyển đổi này. Đây cũng là đầu, đây là chân lẻ. Chân lẻ như là những cái cáp mà không vừa thì chúng ta chọc vào cái chân lẻ này. Ở đây có hai đầu, thì đầu này đầu cái này. Đầu này đầu đực này. Đó, thì hai đầu đực này cắm không vừa thì chúng ta cứ lật đi lật lại, cắm đâu nào vừa thì chúng ta cắm thôi. Đó, bạn ở đây. Ngoài ra còn rất nhiều phụ kiện ở bên trong. Đây là bộ phụ kiện, đây là ba lô đầy đủ các cáp. Nhưng mà mình đang hướng dẫn mọi người kết nối với xe AB để đọc lỗi, hiển thị dữ liệu động cơ thôi. Ở đây mình đang có xe AB sẵn. Đầu đọc lỗi đây là C đây. Lần đầu mọi người tháo thì sẽ rất là khó. Nhưng mà có một cái mẹo, đó là mọi người sẽ cậy cho mình cái lẫy ở đây lên. Cậy lên nhá. Thò ngón tay đây, cậy lên. Rồi, sau đó giật ra. Nếu anh em lần đầu tháo thì sẽ bị tháo nhầm, là sẽ chọc vào những cái lỗ này để tháo, đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Mọi người cậy cái lẫy này lên. Đó. Cậy cái tai lên thì sẽ giật được ra. Rồi. Cái rắc màu vàng mình sẽ cắm vào. Ở đây mình đã bật khóa rồi, tắt khóa này, bật lên này, thì rắc đây là xe nó có nguồn, nó nuôi luôn cái bộ chuyển đổi này rồi. Đó, và mình tạm thời mình để vào đây, hoặc là mình để lên một cái yên, đây mình để lên yên xe SH cho nó dễ. Tiếp theo, ở màn hình máy tính bảng thì mình sẽ vào app là MotoCanTab. Mình đã tải và đã cài đặt rồi. Bây giờ mình chỉ việc kết nối thôi. Kết nối thành công này. Tự động máy kết nối nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ ấn vào mục là kết nối hệ thống OBD trên xe. Mình chọn hãng xe là Honda. Mình chọn là tìm xe tự động. Rồi, máy đã tìm ra rồi. 2013-2014. Đây là trợ lý ảo. Mình đã cài đặt âm thanh giọng nói rồi. Mình ấn vào lách. Đấy, engine động cơ, odo là tua công tơ mét. Tua công tơ mét là tua cái km điện tử đấy. Mình ấn vào engine. Rồi, đọc lỗi, xóa lỗi, khôi phục ECM, thông số hiện hành, kiểm tra AF, nâng cấp ECM, hiệu chỉnh AF, lặp lại phần mềm, thông tin ECM. Đó, rất nhiều mục nhé. Đọc mã lỗi thử này. Rồi. Chúng ta chờ một chút để đọc mã lỗi. Máy báo không có mã lỗi. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Rồi. Rồi, ví dụ muốn chẩn đoán nâng cao thì chúng ta ấn là có. Thì máy sẽ gợi ý ra bao nhiêu trường hợp. Ví dụ như trường hợp không thể lổ máy này. Ví dụ không thể lổ máy hoặc là hao xăng. Để hao xăng đi. Hao xăng chúng ta kích vào đây này. Khởi động xe ở chế độ gang ký 5 phút, đúng không? Để ở chế độ guarantee 5 phút. Đó, lổ máy. Đây là ví dụ thôi, mình không muốn vào sâu. Mình ấn lách thử xem nào. Trạng thái MotoCanTab đang làm việc. Đấy, tức là máy nó sẽ đo các thông số dữ liệu động cơ được gửi về. Nhưng mà đây mình chưa lổ máy, cho nên là chức năng này sẽ không hoạt động đâu. Mình trở về đi. Đây là mình đang hướng dẫn mọi người kết nối thôi. Rồi, thông số hiện hành nhé. Thông số hiện hành này. Nhiệt độ động cơ là bao nhiêu độ này, điện áp ECT bao nhiêu độ này, nhiệt độ khí nạp này, áp suất tuyệt đối này, góc mở bướm ga này. Đấy, rồi chân chống điện này. Đấy, trạng thái chân chống phụ này. Đấy, gạt đi gạt lại nó on off, trạng thái khởi động là tín hiệu đề, vân vân, rất nhiều thông tin. Thì cái này là dữ liệu động cơ, mình cũng đã có sẵn tài liệu cho mọi người về xem rồi. Rồi, mình ấn vào mục cài đặt này, mình chuyển sang giao diện nhé. Mình kích vào cái đồng hồ này thì máy nó chuyển sang một cái giao diện rất là đẹp. Đó. Đây là TPS này. TPS bây giờ ví dụ nhá, mình kéo
thì kéo ga đi. Đây. À, mọi người thấy kim nó chỉ đúng không? Đó. 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 Rất nhiều giao diện đẹp kiểu 1, kiểu 2. Đó. Đây là cái giao diện để chúng ta nhìn. Cài đặt này. Đấy, đây là giản đồ đúng không? TP là xanh. Đây là mình cài đặt chế độ là ở đô thị. Đó, chúng ta đang kéo cảm biến tay ga. Người ta quy ước cho mình là màu xanh là TP. À, thì mình kéo thì cái giản đồ màu xanh, cái đồ thị màu xanh. Đó. Còn mình không kéo nữa thì nó sẽ không hiển thị. Là cái này thì mọi người tự về mà cài đặt theo cái sở thích của mọi người nhé. Còn mình là mình chỉ thích nhìn thế này thôi, nhìn nó dễ. Rồi, thế là mình hướng dẫn sơ qua để mọi người kết nối máy nhé. Phụ kiện đi theo rất nhiều. Đó. Ngoài cái cáp chính DLC01 còn nhiều cáp khác. Ví dụ cáp này có tên là DLC03, là cáp để nâng cấp phần mềm cho ECM đấy. Cáp có cái kẹp cá sấu này là cấp điện AQ cho bộ chuyển đổi motor Kentap. Trong những trường hợp mà mình làm khóa thông minh hoặc là tua odo thì phải dùng cái cáp kẹp cá sấu. Cáp này tua odo của những chip R5F Vespa Piezo. Cáp làm khóa thông minh của Yamaha Suzuki này. Cáp giả lập này. Bộ chuyển đổi, những cái đầu nhỏ này hầu như không dùng tới. Đó là những cái đầu chuyển rắc thôi. Cáp update này để lên vào phần mềm, ví dụ sau này có phần mềm 2.5, 2.6, 2.7 thì mình sẽ sử dụng cái cáp đó. Cáp test AQ này, test chất lượng bình AQ là còn dùng được hay là không này. Cáp tay đọc phanh ABS của Yamaha. Xe LVX là có phanh ABS nhé. Yamaha. Bộ chuyển đổi hạ điện từ 220 xuống 12V. Để cũng phục vụ cho là tua công tơ mét và làm khóa. Cáp đọc khóa thông minh của Vision 2021, NH2022, 2023. Cáp tua công tơ mét của Honda ABSH chip 93. Cáp MTB, cái odo của xe Yamaha LVX Zalus, tua công tơ mét của Yamaha. Cáp này làm khóa của xe Vision Lead AB 2020 trở xuống. Cáp này làm khóa thông minh Smoky của SHPCX. SH2020 trở xuống 2016 là dùng cái cáp này làm khóa thông minh. Rồi, như vậy là từng đó cái phụ kiện. Mình là Toàn An Đồng, số điện thoại của mình là 0904 566 844. Mình là nhà cung cấp máy chẩn đoán motor Kentap. Mọi người có nhu cầu về hỏi về giá cả, chương trình khuyến mại, cách sử dụng thì liên hệ số điện thoại là 0904 566 844. Rồi, video mình làm tới đây là hết. Xin chào mọi người.